mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp được Ban dân vận tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức thí điểm tại 6 xã phường trên địa bàn tỉnh từ tháng 3 năm 2023. Đến nay, sau một năm thực hiện thí điểm, toàn tỉnh đã có 9 trên 10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng mô hình, nâng tổng số mô hình trên toàn tỉnh lên 31 mô hình. Ngoài 6 xã phường được chọn làm điểm năm 2023, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt thêm 3 mô hình điểm tại 3 huyện thị xã là xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ và phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào. Như vậy, toàn tỉnh có 9 mô hình điểm và 22 mô hình nhân rộng. Trong đó, huyện Yên Mỹ có 17 trên 17 xã thị trấn đã ra mắt mô hình, đạt 100%. Huyện Văn Lâm có 7 trên 11 xã đạt tỷ lệ gần 70%. Nhìn chung, mô hình đã cơ bản thực hiện tốt việc đảm bảo công khai dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử, đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường, công sở văn minh thân thiện. Qua đó góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên môi trường mạng, tạo sự thuận lợi, nhanh gọn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.